Chưa từng mở thẻ kinh doanh quốc tế, nhưng khách hàng MB Bank ở Hà Nội bỗng dưng thấy tiền đổ về tài khoản hàng chục triệu đồng, rồi nhân viên ngân hàng gọi điện mời ra lấy thẻ, có người ở Hà Nội nhưng được mời vào Bình Dương để lấy. Theo chia sẻ của anh T, tài khoản ngân hàng MB Bank của anh chỉ để nhận lương hàng tháng, ngoài ra anh không sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng MB hay bất kỳ ngân hàng nào khác. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên của ngân hàng này đề nghị anh tới ngân hàng để nhận thẻ tín dụng dù chưa từng yêu cầu ngân hàng mở thẻ. Khách hàng của Nhật mình khi kiểm tra tin nhắn trên app MB Bank và phát hiện tài khoản của mình đã nhận được hai khoản tiền, mỗi khoảng 30 triệu đồng, tổng cộng 60 triệu đồng trong tài khoản. Tưởng là người lạ chuyển nhầm tiền, anh gọi lên tổng đài của MB, thì nhân viên MB cho hay chỉ khi kích hoạt thẻ và tiêu vào số tiền đó thì khoản vay tiêu dùng này mới được tính nếu không sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, điều khiến khách hàng băn khoăn là việc bỗng nhiên ngân hàng hào phóng tự động chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản mà không kèm thêm bất kỳ điều khoản hợp đồng nào, khách hàng cũng không có nhu cầu. Trong trường hợp này, nếu khách hàng không kiểm tra kỹ mà vẫn cứ vô tư chi tiêu xài số tiền trong tài khoản thì điều gì sẽ xảy ra? Về việc tự động mở thẻ Visa cho khách hàng, đại diện truyền thông MB Bank giải thích, Thẻ Visa trên hệ thống được mở tự động và sẽ được hủy nếu khách hàng không sử dụng hoặc là kích hoạt. Về nguyên do vì sao MB tự ý chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng dù họ không có nhu cầu vay, tự mở thẻ tín dụng rồi gọi báo cho khách đến lấy dù khách không làm thủ tục mở thẻ, đại diện MB Bank không trả lời các câu hỏi này.